cũng không đáy. Hello, xin chào cả nhà lại đến với kênh Nga Sumo nha. Hiện tại mình đang ở với lại kênh Long Khánh của em, chị Phú. Còn anh Phương này đang cầm máy với mình với ba, với Ngọc và Tân. Thì mấy chị em mà tối hôm qua là có một bữa long trời lở đất rồi cả nhà ơi. Say quá là say. Giờ này mình sẽ đi vào bên trong để mà ăn sáng. Thì Nga xin phép là mời đại gia đình của mình vào trong khách sạn Sa ở Lào Cai, là một trong những khách sạn tư nhân lớn nhất thành phố Lào Cai. Và chị Hương cũng là chủ sở hữu của khách sạn này nha. Thì mình vào khám phá thử coi trong khách sạn có những cái gì và đồ ăn sáng, điểm tâm sáng như thế nào ha. Mời cả nhà. Bên trong đại sảnh của khách sạn là sẽ đầu tiên đập vào mắt mình giống như bamboo cả nha. Thì đây là biểu tượng của Lào Cai, Lào Cai Star. Thì khi mà mình vào trong đây là việc đầu tiên là mấy bạn nhân viên, mấy bạn rất là dễ thương và nhiệt tình, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Em chào chị. Đây là chị, cho em hỏi là chị tên gì ạ? Ánh. Chị Ánh làm việc ở đây lâu chưa? Em làm ở đây hơn 10 năm rồi. Em cảm thấy là khi mà mình vào trong đây là cho em phỏng vấn một xíu ha. Thì khách sạn Lào Cai của mình là có bao nhiêu phòng hả vậy anh nhỉ? 141 phòng. Phòng là phòng đôi, phòng đơn rồi là có đầy đủ hoa nha. Rồi ở đây còn có, em có nghe nói có một cái dịch vụ là dịch vụ massage đúng không? Là nó ở tầng mấy nhỉ? Dịch vụ massage thì ở tầng 4 chị ạ. Tầng 4. Cho em hỏi là nếu mà mình thí dụ như giờ mình thuê phòng đó là massage là tính chung ở trong đó hay là sẽ tính riêng? Cái massage thì là sẽ tính riêng chị ạ. Dạ. Giá phòng thì là có bao gồm ăn sáng. Dạ. Ví dụ như massage thì giá như thế nào hả chị Ánh nhỉ? Dạ, bên em có cái bảng giá massage đây chị ạ. Đâu cho em xem thử. Cái mức giá thấp nhất là có loại 300.000, 400.000, 600.000 và 800.000 chị ạ. Thì ở đây là cái giá để mà mình massage cả nhà. Thì dạ, có loại 200 nè, 800, 400, 500 tùy thôi. Ví dụ như 800 là chắc là cao nhất rồi, VIP nhất rồi. Dạ. Là bao gồm những cái gì trong 800 nữa? Cái vé 800 thì là có xông hơi, với lại ngâm lá thuốc, với lại massage toàn thân chị ạ. Thì trong đấy là sẽ có hai nhân viên phục vụ. Dạ, có hai người sẽ phục vụ mình luôn. Dạ. Nghe sướng vậy ta. Thì hôm qua mình cũng hơi uống hơi quá chén ấy chị nha. Lát chị em mình có gì đi massage xông hơi, massage xông hơi ha. Ok, cảm ơn Ánh, về cho Ngang đi vòng vòng xíu ha, rồi mình đưa đại gia đình của mình đi ăn sáng luôn. Sàn này đẹp không? Dạ. Đẹp. Đẹp hơn. Lịch sự lắm. Một trong những khách sạn tư nhân lớn nhất Lào Cai mà. Bây giờ mình sẽ đưa cả nhà vào coi thử coi buổi sáng có những cái gì. Chào em. Chào anh. Ăn sáng anh nhờ. Dạ, gia đình mình ăn sáng. Đây là cái gì em nhỉ? Dạ, hôm nay là phở gà chị. Hôm nay mình có phở gà. Dạ vâng ạ. Nhớ phở gà, nhớ vừa rồi ở bamboo anh Phúng Hồng cho hai tô. Quéo luôn. Có bánh phở bên kia là phở hồng hả nhờ. Còn đây là mình là chiên trứng ướp la đúng không em? Dạ. Mình đi một vòng nữa ha, mình sẽ giới thiệu cho cả nhà xem. Đây là gia vị ha. Gia vị đang phở nè. Bên đây à. Món gì nữa nhờ? Bánh giò. Bánh giò hả? Bánh tẻ chị ạ. Người ta gọi là bánh tẻ. Trong mình gọi là bánh giò. Cái này em nghĩ là mọi người sẽ khi ăn sẽ đi hấp lên. Có lò hấp. Có lò để hấp lên. Có đây có cái cột những cây quế ở trên đây, hương thảo rồi nè. Thơm chưa? Hello em, ăn sáng em à. Ok em. Đây, còn bên đây. Bên đây có những gì nhỉ? Đây thì có súp gà nấm hương. Đây. Cháo trắng. Dạ, món ăn yêu thích của em. Súp gà nấm hương ở ngoài này chính là súp cua ở trong Sài Gòn nha. Đây là mùi thơm thế. Đây là bê hầm hạt dẻ. Bên đây là gà hầm nấm. Ngon nha. Còn đây là có cơm, bún miếng xào. Đấy, dạ. Còn đây là chả mực chiên, lườn ngỗng hun khói. Với anh đang lấy là bánh cuốn đó nha. Bánh cuốn đây.
ra đây mà không ăn bánh cuốn là không không phải là ra đây rồi anh nha. Và bây giờ thì mình lấy đồ ăn nha. Sáng sớm thì không thể nào mà thiếu cà phê nha cả nhà. Chú Phước với anh Phương là đang pha cà phê. 5 giờ uống rồi. Giờ uống nữa hả chú? Có phở gà, cơm chiên, bánh ướt, bánh cuốn. Ớt chấm nước mắm được không? Rồi đi ra bàn ăn thôi cả nhà ơi. Thế thì bây giờ hiện tại là trên bàn mình đã có đồ ăn sáng, cà phê, phở, bánh rồi. Mình sẽ hôm nay là anh em mình ăn sáng nhẹ nhẹ thôi. Thì mình có 2, 4, 6, 7 người rồi. Cho nên đây là một cái mâm thức ăn dành cho 7 người nha. Rồi, mời ba ngồi. Đây, ba lấy nước cho mình luôn. Đây. Rồi, anh Phương, mời chị Phú, tất cả mọi người vô ăn sáng luôn nha. Vô, mời ăn cơm. Rồi, ăn phở đi. Em làm, ba làm bát phở đi ba. Mời cả nhà mình ăn sáng nha. Là lấy giờ gà. Bát này nếu mà để mà quay chắc. Rồi, mời cả nhà ăn sáng, ăn nhẹ nhẹ. Mời cả nhà nha. Mời gia đình tổng mời đi. Mà ba cái này của em mà. Em nhớ cái dĩa của em luôn mà. Rồi cả nhà ơi. Nước phở tỉnh á. Ôi nước phở nó ngon quá. Thơm á. Nước phở thơm nha. Dạ. Dạ. Em trứng là mấy bạn mới vừa chiên luôn á. Wow. Đây mình yêu cầu rồi. Ngon chưa? Ăn quả trứng ốp la mà sống sống thì ngon lắm. Hôm nay búp bê ngon vậy cả nhà. Ăn được ba. Ở dưới quán kia cũng ngon rồi. Dạ. Cảm ơn em. Cái sợi phở này đem bằng cái gì? Gạo đỏ, gạo đỏ. Bắc Hà quá. Dạ, gạo đỏ Bắc Hà. Dưa em qua ra em tưởng gạo lứt cái nè. Nhưng không phải. Trưa nay thì mà chị Hương sẽ đưa mọi người đi câu cá. Con cá nào con cá nét nó vậy nè. Cá bự dữ rồi. Dạ, nếu câu được nha. Cá đó lâu nằm dữ lắm. Dạ, cá đó biết nói luôn một răng. Câu rồi mà ăn dạ. Cá đó luôn hay là đem về nhà hàng đó? Chắc là em nghĩ là đem về nhà hàng chế biến ngon hơn. Dạ. Nghe xong tô rồi Kiều Tân, em sao? Ôi tỉnh cả người. Mẹ mâm, nãy em có lấy miếng cháo nha. Được cái bàn này xoay nó tiện lắm. Đây bát cháo của Nga đây. Bát cháo mình lúc nào cũng bự hơn. Đây cháo trắng. Cháo của chú à. Chắc ăn được nha. Cái này nữa rồi. Cháo này không? Cháo trắng nha, mà không có nêm gia vị gì không ta? Mọi người ăn có trà bông đúng không? Sáng sớm ăn tô cháo là tỉnh luôn rồi. Anh Hương ăn tô phở. Tô phở chứ? Phương làm tô phở nữa đi. Dạ. Anh Phương là có biệt danh á. Chị Phú có thể nói biệt danh của anh Phương. Ăn ít mà thích ăn nhiều. Chị Phú phải giải thích cho cả gia đình hiểu ý nghĩa đó. Em giải thích đi, em đặt mà. Này là dạ, cho trên xe là mình hay đặt anh Phương là ăn ít mà thích ăn nhiều. Có nghĩa là anh Phương ăn không được nhiều nhưng mà mỗi món anh Phương ăn một chút. Đó là ok là anh Phương cỡ nào cũng ăn được hết á. Cứ mỗi thứ ăn rồi đưa một món mà nhiều ra là ông nghĩ á. Thích ăn đủ thứ. Thích ăn đủ thứ. Vậy là anh Phương giống em rồi. Đi đâu thích thử mỗi thứ một chút. Đây. Thích ăn như vậy. Không. Ừ.
ngon rồi. À, sao mấy nó tương vô? Đúng gu vậy. Dạ. Chừng hết thật tế rồi vô. Dạ. Em kìa, như vậy chị ngồi bên đó. Nè, chị ngồi bên đó. Bế đi qua. Chị Phú ơi, ăn sáng luôn này Phú ơi. Đây, mời chị ăn sáng. Dạ, mời cả nhà. Ơi, cảm ơn Ngọc. Này, bánh cuốn. Nóng ăn rau, ba cứu con. Phú ăn trứng không? Ngày lấy tường không? Lấy tường không? Dạ, được rồi anh Phú, em ăn lạc. Ba em ăn mặn với em ăn lạc. Rồi, mời đại gia đình mình ăn sáng nha. Đây, mời chị Phú nha. Ồ, cảm ơn nha. Mọi người trong mình là thích ăn bánh ướt với lại trứng như vậy nè. Chị ăn miếng. Ồ, chị ăn miếng hả? Có miếng hả? Có miếng. Lấy thơm không? Thơm. Không, bà mới ngất nghiệm không biết. Có nước thơm, nước cam, nước chanh. Nhiều là nước. Chị có nước chưa? Có nước uống chưa? Có, anh Phương có làm trà phê sữa cho chị à? Sướng nhờ. Sáng là phải làm một cốc cà phê cho tỉnh. Còn đi làm trà phê sữa cho bà nha. Hai ly rồi. Hai ly rồi. Rồi làm nhanh vậy? 5 giờ rồi. Đang 5 giờ đây. Ngon. Ngon, cứ coi đây được. Bánh cuốn ngon. Chút xíu nhá bò nè. Ôi trời ơi. Có bò luôn hả? Có bò luôn. Lát nó tặng cho anh Phương hai con cá. Với điều kiện là em câu được nha. Chứ từ nhỏ đến lớn câu cá không bao giờ dính. Ừ, để luôn ha. Em chưa bao giờ dính được một con cá nào trong cuộc đời luôn. Em phải. Đúng hả? Ừ. Để hồi câu thi đi. Để. Con thi vui à. Ừ. Câu thi đi. Ai mà câu không dính cá là người đó phải vô bếp nấu. Trời ơi. Ừ, hợp lý nha. Không có quên cái nhà hàng này ngon cả nhà. Đây là súp nấm gà đây. Thơm mùi nấm hương gì rồi. Súp nấm hương mà. Nha. Súp gà nấm hương. Cái này chắc ba hít ba húp cái hết. Cái đường ngỗng ngon. Cái đường ngỗng ngon. Mình phải kìm lại. Không ăn nữa. Ba giữ tay con lại cứu con ba. Ngon quá. Cứu thêm cô nữa. Vô. Vô cả nhà ơi. Vô cả nhà ơi. Vô. Phải nói là ngày hôm qua là chị em mình uống rất là nhiều luôn rồi. Nhưng mà hôm nay vẫn dậy sớm để mà ăn sáng cùng nhau. Nước vô gan. Cái gì là nước gì? Nước cam. Nga xin phép này đi lấy thêm dĩa bít ướp ăn. Dạ. Nghe mừng em cam luôn. Ơ trời. Sao mừng em vậy? Trời em cảm ơn anh nhiều nha. Ấy tự nhiên được lì xì luôn. Đó, bất ngờ. Rồi, đây là quà nha, để hôm nay tự nhiên mình có lộc. Em cảm ơn anh nha. Anh cũng ngon quá cả nhà. Mà không biết anh nói là tí mình qua mình hỏi mình cảm ơn anh, tí mình bất ngờ mình đang quay clip mà anh kêu nghe anh lì xì cho em nè. Ngại quá. Mới đi làm đẹp hả? Ừ, mới đi làm đẹp vậy. Đèn nắp lại. Cái đu đủ đấy ngon nha. Nó hơi cay cay á, mà giòn á. Ăn với nó đỉnh luôn. Này, nước chấm lúc nào cũng nóng hết. Nước mắm lúc nào cũng nóng hết. Cái nồi nè. Giờ vô rất là nóng. Đó, nóng lắm. Đi nè, con lấy khoai lang bỏ vô đây luôn. Thành 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 thành. Thành 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 thành. Khoai lang luộc. Thành 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 thành. Thành 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 nữa rồi kìa. Làm thêm dĩa bánh nước nữa. Chết rồi, cái chồng của chị Na nó cao quá. Chồng tô nó. Dạ, gặp lại. Dạ vâng, dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng, em chào anh. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Đây.
Cảm ơn quà của anh nha. Ôi ôi. Ê, trời ơi, đợi chị Hương thì tụi em là mới vừa nhắc Hương, Hương cái Hương tới liền. Em không nói. Em không nói chị Phú ăn hết này. Em đang thưởng, nếu mà chị Phú ăn hết thêm hai dĩa nữa em sẽ thưởng chị Phú 100 đồng. Thưởng luôn. Đây chị ở trên cả nhà. Đấy. Chị Hương ngồi ăn sáng luôn. Rồi xong rồi hôm nay là mình sẽ ăn phở nha chị nhờ. Ăn phở. Em đẹp gái ơi, cho chị Hương một bát phở đi. Cảm ơn em. Chị Hương, trưa nay có tình hình như thế nào chị có thể không? Mình sẽ ở khách sạn xong nhé. Xong mình sẽ đi vào trang trại nhà chị. Đi vào trang trại nhà chị. Cá. Đấy. Sẽ câu một cá to xong về chúng ta sẽ. Hôm nay á là tụi em có một đặt ra một cái thử thách vậy nè. Nếu như người nào không câu được cá là người đó phải vô nấu. Phải vào bếp. Wow. Vậy ai là người không câu được cá trong đây chị biết không? Chắc chắn là em rồi. Từ nhỏ đến lớn em câu cái gì cũng được hết á. Em muốn câu ai cũng câu dính hết á. Nhưng mà câu cá không dính. Câu cá không dính. Buồn, ăn tiếp. Câu ai cũng dính thế mà câu cá không dính. Ừ. Thầy em qua thì ngủ ngon không thầy? Nhưng mà hỏi nào. Tối hôm qua chị với lại bé Trâm đánh quả lẻ đi đâu? Bé Trâm á? Nó đi... Nó đi xong rồi đi. Nó đi riêng mà, chị về đi ngủ mà. Em đi riêng luôn. Đúng rồi. Đi riêng với ai? Chị về đi ngủ, sáng nay 4 giờ chị đã dậy đi tập rồi. Em cứ tưởng là chị đi nhậu nữa mà chị không rủ em ý. Em buồn ấy. À, bé Trâm đánh quả lẻ cả nhà, giờ mới biết. Sáng em hỏi chị đâu trả lời đâu. Ăn sáng, em ăn phở chưa? Chưa, không có gì hết. Chưa ăn gì hết á. Vâng. Thì ban này chồng này ở đâu ra? Thật ra là của mọi người. Ờ thế à? Dạ. Ai của camera. Chị Trâm á. Sao em nhiều ê. Em Trâm xếp nhìn chị nghe xếp. Dạ. Chứ thật ra là chưa ăn gì cả. Em mới ăn gì bánh cuốn à. Em đợi chị á. Thế à? Vâng. Buồn nhỉ? Hay là ăn hộ chị cái này? Chưa ăn phở, ăn hộ chị cái này. Không. Em bác phở đó làm đâu có làm khó được chị Hương. Em chưa ăn nhưng mà từ từ tí em thưởng thức. Mời em ăn sáng nha. Mời Hương ăn sáng. Còn mời thầy nha em người. Cũng hai quả trứng nè. Hôm nay em ăn sáng điềm đạm lắm. Vậy bánh cuốn hay quả trứng mà. Ăn trứng nữa. Dạ. Tại vì là Nga nó chờ ăn trưa ăn cá của mình đêm mà. Kiểu gì mình lại mất mấy con cá rồi. Đúng rồi, mất nữa rồi. Mất nữa luôn. Hôm bữa mất con heo. Bữa nay mất con cá. Mà quan trọng là ai câu được kìa. Mà cá gì Hương? Cá chấm, cá chép, cá. Con rắn mà. Cá nhiều loại cá. Chị nghe nói cá ngoài đây ăn ngon lắm. Cá nhà em là nuôi ở hồ lớn, ao lớn, ao nhà em hát ấy. Thì xong rồi là nuôi lâu rồi, thế là chắc thịt lắm chị. Nước wow. Sạch giống như cá thiên nhiên. Thế là mọi người phải đào câu. Cá này có cho mà ăn mồi không? Dạ nhà con là đi cắt cỏ, cỏ voi cho ăn. Cỏ voi. Vậy bây giờ mình lấy cỏ mình câu cá. À không, mình có mồi chứ, có đào run ở trong mỏ nhiều. Ồ, thích nha. Hôm nay mình lại bắt cóc chủ tịch đi quay clip với mình nữa. Mà phải nói là chưa thấy một cái chủ nhà hàng khách sạn nào mà nhiệt tình như chị Hương. Sau công việc bỏ công việc xuống một bên là nhậu tới luôn. Còn qua hai ba chị em nhậu. Thế mà kiểu gì chị ngủ thì sáng nay 4 giờ đã bị dậy rồi. Thế không? Thế là lại phải đi tập sớm. Ủa vậy hả? Ừ, đi tập về đây. Chị Hương là một người yêu gym nữa. Bơi rồi. Đẹp vậy đó. Đẩy đùi rồi, cơ bụng cái gì cũng có hết. Ở trong hình á, ai cũng khen chị Hương xinh mà em còn nói với khán giả là ở ngoài xinh hơn nữa. Dạ. Ờ nhưng mà chị lên hình không xinh. Chị lên hình không xinh. Chị già đi đâu. Đúng rồi, em lên hình như là ma. Mà ở ngoài xấu hơn ma. Ngoài da đẹp xinh mà nhỉ. Vậy mà ế chị ạ. Đấy, nó vừa bảo là câu gì cũng được. Thế mà ế. Em đâu câu được người đâu. Thầy. Ôi thầy ơi, ôi. Bất ngờ quá. Thầy mình tỉnh luôn à. Em chào em. Để sáng nay dậy sớm lắm. Con sáng đó nè. Con xe đạp rác mà đi túc lú. Dạ. Em mệt dữ hả thầy? Ờ bình thường mà. Cũng ổn hơn rồi nhỉ. Tối hôm qua em mẹ được luyện với Hương với cả Nga quen rồi. Tối chị thấy em nói chuyện hết nổi luôn. Không phục anh Hải luôn. Hôm qua là chỉ có anh Hải mới làm được như thế. Anh à, hôm qua anh đi về có một bàn nghe mà. Một bàn của tụi em ngồi đó nhậu tới hết luôn. Xong rồi chị em tụi em lại rủ nhau đi nhậu tiếp. Lại đi nhậu tiếp anh ạ. Ăn ba cô cháu gà với lại mấy dĩa gà. Không mà. Nhưng mà hôm qua có Nga Sumo gánh tim không chết, may nó đỡ đi nó đỡ rồi. Đi hết tất cả các dòng luôn. Cắn bầm luôn. Chứ mà đi tiếp hết. Mà trận qua của anh nặng quá. Em cái đoạn cuối mà em đi ra cái cửa ấy. Tầy lắm à chị nhỉ. Tân Gia nhà anh Hải
cái sức viral còn hơn cả VTV trực tiếp luôn. Hôm qua em nói gì? Tỉnh luôn, cắn nước. Mọi người còn nói trời ơi, còn hơn cả. Là trực tiếp là hơn 10.000 mắt xem cùng một lúc. Wow. Khủng khiếp. Trưa nay là đã về. Trưa nay là mời Nga Sumo về phá trinh cái căn bếp của anh. Cũng như là bếp anh chưa nấu nướng gì cả. Trưa nay sẽ mấy chị em kiếm cái gì về dạ. Để Nga còn sống nhà. Để hôm nay anh để tụi em đi chợ. Đấy. Nếu mà em không câu được cá em ra chợ em mua em mang về. Yên tâm kiểu không, gì nếu mà không câu cá. Được thì bắt cá thân của anh em tặng. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy cân. Wow. Một con mười mấy cân hả em? À, em nhìn xem qua cá toàn 17 cân. Cá cá chở gì ở trong cái bọc da vậy nè. À, kinh lắm. Không, 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 quá vui luôn. Em giống như đi đấu tủ của anh, một bên cầm nắp vậy. Một bên là cầm ly, em với chị Hương đi khắp nơi. À, hai chị em mình được rượu nặng. Thường mà, tối nay con uống rượu đây thôi. Rượu đây nó không đau đầu, em thấy sáng ra thì như sáo này. Sáng ra thì khỏe mà. Tối qua em lại đi uống rượu khác. Đúng rồi, sáng không nhức đầu hả ba ha? Hay. Xấu như em. Nhưng mà nhớ đợt trước vẫn có uống rượu khấu phải làm uống như 4-5 bát anh nhờ. Ôi dù ơi, nghĩ tới sợ quá. Cũng tê tê. Đây chứ, ngoài nó uống nhiều mà. Ngoài cũng chăm chạm. Lần đầu tiên mà thấy cái menu mà nó dài. Chờ anh Phúc, mặc dù rất bận chuẩn bị đi Mỹ đấy. Thế là lại bảo là sắp xếp ra chơi với chú Hải. Em mời lại nhưng ở lại nhưng mà. Anh cũng Hoàng Phúc. Ông mà. Hoàng Phúc mà. Đi Mỹ. Đi du lịch hay là định cư anh? Đi hát. Không, đi biểu diễn, đi du lịch. Hôm qua mình lại hôm qua mình live stream này 24.000 gần 25.000 lượt like này. Trời ơi. Gần 500.000 lượt xem. Ngày live stream. Kinh ghê. Qua wow, ai cũng coi hết mà. Sáng nay chị nhớ là cái thằng PD của chị nó bảo là em tối qua chỉ ở nhà xem live stream của anh Kinh thôi. Dạ. Hôm qua live stream ở trên TikTok là 7 triệu lượt xem. Cái gì? 7 triệu. Trời ơi, trên TikTok. 7M luôn. 7 triệu lượt xem. Còn hơn là ngày cưới. Không, chị tưởng tượng là ngày cưới không chứ lúc hai vợ chồng lên sân khấu á. Nhìn đám cưới đẹp. Chú rể không bận đồ quá. Chú rể bữa nay bể phọt rồi. Chú rể bữa nay bể phọt rồi. Như này, bình thường ấy là mình sẽ mặc vest. Nhưng mà hôm qua là ngày rất là đặc biệt, là ngày sinh nhật vợ, tặng vợ món quà. Là ngôi nhà ấy, vì em là em chủ trương của cháu ấy là ở Sapa chứ không ở Lào Cai. Nhưng mà vợ nó thích thì thôi tặng cái mà mình làm ngay Sapa. Nhưng mà hôm qua là sinh nhật vợ nữa nên là vợ phải đẹp nhất. Mình phải xấu không được để làm sao tôn vợ. Vì ngày hôm qua cũng là trùng với ngày là sinh nhật chị Tuyên cho nên anh Hải mới gấp rút để mà đúng ngày 25 là khánh thành ngôi nhà mới. Đây là những cái viên đá này nóng sẵn rồi. Viên đá này là cầm lên là không cầm được. Chọc thì cái này chết. Viên đá rất là to. Như là nghe thấy là viên đá ở đây to hơn những chỗ khác á trong. Đúng rồi, cái đá này nó thuộc đá ba sa núi lửa, không phải đá thường kia. Đá ba sa núi lửa hả? Cái đá này là nằm bây giờ là mình sẽ cho ngải lên. Đúng rồi, cái đá ngải là ngải gì chị nhỉ? Tức là cái trong em gọi là cái gì vậy nhỉ? Trong em gọi là gì? Ngải cứu. Đúng rồi, ngải cứu. Nói chưa ngải mình cứ tưởng là cái gì buồn ngải khổ ghê ngải cứu đây. Đây. Cả nhà thông cảm nha, trời trong phòng massage thì lúc nào cũng sẽ có ánh sáng như vậy để mình dễ chịu á. Cho nên không có sáng rực rỡ như là bên ngoài mình quay nha. Cái này là để mình khi mà mình nóng nó mình áp lưng mình lên là tức là được nóng lên sau đó nằm cái này thì sẽ có tác dụng là tiêu viêm. Tiêu viêm và công tác đường kinh lạc tắc. Kinh lạc là các đường kinh tức là dây thần kinh đồ của mình tắc nghẽn mấy cái đường kinh của mình thì cái này nằm là sẽ tan. Thì có hai cái vòi, một cái vòi là nước nóng và một vòi nước lạnh. Ở đây cũng vậy, như mấy bạn nhân viên sẽ giúp mình là vặn nước ra thì mình có học rồi. Mình mất mức độ nước vừa phải, sau đó thì nhân viên sẽ cho lá thuốc vào. Nóng lạnh. Thích quá. Tí mình massage xong mình vô đây mình ngâm. Đây thích công lực luôn. Đây chính là lá thuốc nha cả nhà. Thơm quá nha. Ôi sao khỏe dữ vậy bé.
Hôm nay là Ngọc và Model sẽ hướng dẫn chúng ta tắm lá thuốc. Em đang ở khách sạn nào vậy? Em đang ở khách sạn Ngôi Sao. Ở đâu? Ở Lào Cai. Ok. Bữa nay chúc em có một kỳ nghỉ relax vui vẻ nha. Hôm nay em sẽ được trải nghiệm massage sông hơi tại khách sạn Ngôi Sao. Nhưng mà em cho nha ý kiến là em thấy khách sạn này như thế nào? Lần đầu tiên thì em đặt chân đến Lào Cai thì trải nghiệm được khách sạn ở Lào Cai thì em thấy là rất là sạch sẽ. Rồi phòng ốc thì cũng khá là đẹp. Giá thành thì em thấy là không quá mắc nha mọi người. Bình dân đúng không? Bình dân, nói chung là hợp với lại những... Với lại nó có nhiều loại phòng cho mình lựa chọn. Đúng rồi. Nó có những phòng thì giá bình dân cũng có. Rồi phòng cao cấp cũng có. Đúng. Phòng thường cũng có. Có phòng tổng thống không em? Có phòng tổng thống rồi. Mọi người. Cho nên là mọi người đừng có lăn tăn là 4 sao hay 5 sao hay 3 sao gì hết. Đúng rồi. Cứ vô đây trải nghiệm đi rồi biết. Dạ ok rồi xin mời em vào. Wow. Mọi người ơi, massage là ở dưới và hai bên luôn. Trời ơi, đã quá hả? Cái này á, là bên bạn Trà Hà nói với nha, là nước đầy lên là bọt nó sẽ tràn lên trên cái phần bồn rất là đẹp. Đây là nước nữa, nước tràn lên nữa. Em có nghe mùi thuốc sông lên không? Có, em có mùi mùi giống như là mùi nước bắc á. Cái này là cái lá thuốc này là cái lá thuốc gì chị Hà có thể giới thiệu cho em không ạ? Dạ, của người dao đỏ hay gì không? Dạ. Sau đó thì mình sẽ trải nghiệm qua phòng sông hơi. Giờ là một người mẫu sông hơi khác nha. Giúp cho em mở phòng sông hơi cho cả nhà xem nha. Mình có thể tắm thoải mái luôn. Có tràn vào cũng không sao hết. Ngọc đừng có sợ tràn bồn nha Ngọc. Dù ký em có hơi nặng nhưng mà không có bị ướt đâu, yên tâm nha. Chúc em relax thoải mái sau một ngày đều vất vả đã đi quay clip với nghe nha. Vậy cái chậu này trong đây là có rất là nhiều lá thuốc và thuốc trong đây. Ừ. Em ngâm đi. Ngâm trong đây. Thích nhờ. Tan biến chưa? Tan biến rồi. Wow. Thích nhờ. Còn bây giờ chị Nga sẽ đi với salon. Bạn My đã tặng cho mình nha. Theo phong cách là màu vàng luôn. Ồ, dễ chịu ghê. Thấy chị Nga có đẹp không? Chắc xấu hơn. Quá xinh. Có nhiều khán giả nó nghe ơi review nhiều vào khách sạn Bamboo với lại Star Hotel. Rồi đó bữa nay nghe làm cận cảnh luôn. Đã, trong đây có rất là nhiều dịch vụ ha. Massage nè, chăm sóc khách hàng, tắm hơi, rồi tắm nước thuốc. Cả nhà ơi, đúng là hôm nay là một cái ngày quá tuyệt vời. Vừa trải nghiệm là ăn sáng tại nhà hàng Star đúng không chị ha? Khách sạn Star Hotel ở ngay chỗ Lào Cai. Relax và quay trở lại khách sạn để mà mình vào đây để mà massage. Thì nếu mà cả nhà muốn có dịp mà trải nghiệm ở đây như thế nào thì cả nhà ngại ngần gì mà không đến nơi Lào Cai. Và có thể là nhấc máy lên gọi số hotline. Hotline của mình số nhiêu hả chị Hà ha? 0962 276 812 0962 276 812. Số hotline cho cả nhà có thể là đặt phòng trước. Có nhiều lúc thì ở đây full phòng luôn. Cho nên mong cả nhà nếu mà có dịp ghé Lào Cai và đi Sapa thì có thể là trải nghiệm đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Mặc áo yếm nha. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.